Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 8 tháng 1, Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu năm 2024. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự 6 tỉnh và các cơ quan quân khu. Phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 được Đảng ủy Quân khu 4 xác định là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng trên địa bàn quân khu. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý nhà nước về quốc phòng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt phương án lực lượng phương tiện sẵn sàng bảo vệ chủ quyền trên các hướng và sẵn sàng ứng phó khắc phục kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai thảm họa. Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo diễn tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận cán bộ chiến sĩ và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm trong mọi tình huống khó khăn phức tạp, cán bộ chiến sĩ luôn kiên định vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, phát huy truyền thống quân khu 4 anh hùng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chiều qua ngày 8 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về lập quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. Phấn đấu năm 2024 đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất 275.000 tỷ đồng, tổng giá trị xuất khẩu 4,5 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm thêm cho khoảng 14.000 người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024, lựa chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cần khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt các khu quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung, chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh hoạt động và đầu tư hiệu quả. Hôm qua ngày 8 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2024 cho 140 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Cán bộ tham gia lớp tập huấn được bồi dưỡng các nội dung toàn diện trên 4 mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và những biện pháp nâng cao trình độ thực hiện điều lệnh đội ngũ của cán bộ chiến sĩ trong học tập công tác sinh hoạt hàng ngày. Một số nội dung về hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tập trung hướng dẫn thống nhất các nội dung quan trọng về hậu cần, công tác kỹ thuật, nhất là công tác quản lý sử dụng vũ khí, đạn dược và quản lý phương tiện quân sự khi thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, huấn luyện, diễn tập và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2024 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam năm 2023, tổng nguồn vốn hoạt động của tổ chức này tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gần 5.300 tỷ đồng. Theo lộ trình đến năm 2025, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ được tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Năm 2030 sẽ tăng lên 15.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng được lấy từ vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức này. Bảo hiểm tiền gửi cũng được bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm. Ngoài ra, chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi cũng đưa ra kế hoạch xây dựng đề án tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm. Có hiệu lực thi hành từ 11 tháng 2 năm 2024 tới đây,
Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện các quy định mới về giám sát tiêu hủy tiền. Thông tư nêu rõ mục đích giám sát tiêu hủy tiền nhằm đảm bảo công tác tiêu hủy tiền được thực hiện theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo an toàn tài sản và bí mật nhà nước trong công tác tiêu hủy tiền, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác tiêu hủy tiền. Việc thực hiện tiêu hủy tiền cũng được thực hiện trên 3 nguyên tắc. Việc giám sát tiêu hủy tiền được thực hiện tại các địa điểm cơ sở tiêu hủy của Ngân hàng Nhà nước hoặc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thực hiện ở các khâu kiểm đếm, chọn mẫu trước khi tổ chức tiêu hủy, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy hoặc nấu hủy thành phế liệu. Việc giám sát tiêu hủy tiền in, đúc hỏng được thực hiện ở các khâu giao nhận tiền in, đúc hỏng giữa cơ sở in, đúc tiền với hội đồng tiêu hủy tại thời điểm giao nhận, kiểm đếm tiền in, đúc hỏng và cắt hủy, dập hủy định dạng hoặc nung chảy hoàn toàn tiền in, đúc hỏng thành phế liệu. Nhờ tăng cường công tác kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, nên trong năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đặt yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm lên đến 97,6%. Theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đã chuyển từ thanh kiểm tra theo kế hoạch sang thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp. Kết quả trong năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu 97,6%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 99,2%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt 82%. Trong năm 2024, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản sẽ phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán để tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại và mở cửa thị trường xuất khẩu chính ngạch thêm nhiều nông sản vào thị trường truyền thống. Các thị trường có tổng kim ngạch xuất khẩu lớn với phương châm là đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, góp phần từng bước giảm xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới phía Bắc. Do những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn phát triển mạnh, giá thu mua thấp nên hiệu quả trồng sắn không cao. Chính vì vậy, diện tích sắn trên địa bàn tỉnh cũng giảm dần tại một số địa phương. Năm nay, thị trường ổn định nhưng các nhà máy chế biến tinh bột sắn vẫn không đủ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất. Niên vụ sắn 2023-2024, tỉnh Thanh Hóa trồng được trên 10.700 ha sắn, giảm khoảng 2.000 ha so với niên vụ trước, bình quân đạt khoảng 18 đến 20 tấn ha. Như vậy mỗi năm sản lượng sắn khoảng 180.000 đến 200.000 tấn, trong khi nhu cầu sản lượng cần khoảng trên 400.000 tấn một năm. Vì vậy, trong vụ sắn năm nay, các vùng nguyên liệu sắn trong tỉnh mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu chế biến của các nhà máy. Theo đại diện của các nhà máy cho biết, năm nay vùng nguyên liệu sắn của Thanh Hóa thiếu hụt khoảng 30% sản lượng do diện tích sắn giảm, bệnh khảm lá sắn và yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng đến năng suất. Để đảm bảo sản xuất, hiện các nhà máy đang tập trung thu mua thêm các nguyên liệu từ các tỉnh lân cận. Năm nay, với giá thu mua tăng cao, bệnh khảm lá sắn cũng đang từng bước được khống chế, hiệu quả trồng sắn sẽ được nâng lên. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để người dân các địa phương duy trì ổn định và tăng diện tích trồng sắn. Về lâu dài, các nhà máy cần phải đẩy mạnh liên kết tạo vùng sản xuất bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đầu ra ổn định để người trồng sắn yên tâm gắn bó. Càng vào cuối năm, đặc biệt là gần Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng cao. Đến thời điểm này, các siêu thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực chủ động chuẩn bị các loại hàng hóa nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân và góp phần bình ổn thị trường. Để đảm bảo lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hiện lượng hàng hóa được bày bán ở các siêu thị đã tăng đáng kể so với ngày thường. Các không gian trưng bày cũng được trang trí bắt mắt, phù hợp với không gian Tết. Năm nay, các mặt hàng tiêu dùng sản xuất trong nước tiếp tục chiếm ưu thế trên kệ hàng của các siêu thị và được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Tuy chiếm số lượng chưa lớn, nhưng nhiều sản phẩm ô cốp của tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt ở các hệ thống các siêu thị. Hưởng ứng của vận động người Thanh Hóa dùng hàng Thanh Hóa, các siêu thị cũng đã dành vị trí khá bắt mắt để trưng bày các sản phẩm ô cốp của tỉnh Thanh Hóa, giúp các sản phẩm này dễ dàng đến gần hơn với người tiêu dùng. Ở tất cả các hệ thống siêu thị Go, Big C đều có cái khu vực trưng bày hàng ô cốp. Đối với Go Thanh Hóa thì cũng đưa vào một số các sản phẩm ô cốp Thanh Hóa như là nước mắm, mắm tôm và cũng được khách hàng tích cực đón nhận. Ngoài ra đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống thì cũng có các sản phẩm của Thanh Hóa như là thịt heo hay là cá sống. Cùng với sự chuẩn bị về số lượng và cơ cấu sản phẩm, các siêu thị cũng hết sức chú ý đến chất lượng và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, các siêu thị cũng đẩy mạnh bán hàng online, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.